Bộ Y tế vừa có công văn số 6386 về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch bệnh COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có chứng nhận tiêm chủng đủ liều, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 và có giấy ra viện thì chỉ thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Với trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.